Trong bản tin cuối cùng của năm 2015 này thì chúng tôi xin được tiếp tục đề cập tới câu chuyện về vaccine, cũng là vấn đề y tế nổi cộm nhất trong năm qua. Và chắc hẳn suốt 2 năm qua thì hai cái tên là Quinvaxem và Pentaxim đã không ít lần vang lên trong suy nghĩ của các ông bố bà mẹ với sự chờ đợi mòn mỏi và cả hoang mang nữa. Nhưng biết đâu sau khi xem những phân tích sau đây của chúng tôi thì những ông bố bà mẹ chưa đăng ký được vaccine dịch vụ cho con em mình trong thời gian qua sẽ không còn quá thất vọng và có thể cảnh tượng chen lấn đăng ký vaccine 5 trong 1 dịch vụ như năm 2015 sẽ không còn nữa. Hai hộp vaccine này, một là Quinvaxem, một là Pentaxim, cùng phòng 5 bệnh nguy hiểm cho trẻ, nhưng với các bậc phụ huynh, một là thượng vàng, còn một là hạ cám. Lý do là một lọ có thành phần ho gà toàn tế bào, còn một lọ có thành phần ho gà phô bào. Theo các chuyên gia về vaccine và sinh phẩm y tế, Quinvaxem chứa vi khuẩn ho gà toàn tế bào, độ tinh khiết chưa cao, còn tới 3.000 kháng nguyên một liều. Còn vaccine Pentaxim chứa vi khuẩn ho gà vô bào đã được tinh chế cho tinh khiết, loại bớt kháng nguyên, chỉ còn vài ba kháng nguyên. Một số bác sĩ ví von việc cho trẻ tiêm vaccine cũng giống như cho trẻ tập võ. Nếu cho trẻ đánh nhau với 3.000 tên cướp giả, trẻ tuy mệt nhưng sẽ đánh thắng bất cứ tên cướp thật nào. Ngược lại, nếu trẻ chỉ tập đánh nhau với vài ba tên cướp giả, tuy trẻ không mệt nhưng khi gặp nhiều địch hại, trẻ có thể không chống trả được. Đó cũng là lý do vì sao với Quinvaxem trẻ chỉ cần tiêm 4 mũi là đủ, còn với Pentaxim trẻ phải tiêm ít nhất là 5 mũi. Đó là lý do vì sao Quinvaxem được Bộ Y tế cho là phù hợp với Việt Nam, một quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh. Chúng ta nhớ là cái vaccine mà toàn tế bào này nè, thì ở Việt Nam mình đã sử dụng 30 năm nay rồi, chứ không phải là mình mới đây mình mới sử dụng đâu. Mình đã sử dụng 30 năm nay rồi, cho nên cái chuyện cái tính an toàn của vaccine ho gà toàn tế bào nó đã chứng minh khá là lâu rồi. Cho nên mình đừng có nhầm lẫn là mình mới đưa cái Quinvaxem này vào trong thời gian 2011 này đây thì nó khác với lại cái hồi xưa tới giờ, không phải vậy, nó hoàn toàn giống. Trên thực tế, tỷ lệ phản ứng phụ sau tiêm của Quinvaxem và Pentaxim là như nhau. Ngay với loại vaccine dịch vụ 6 trong 1 Infarix Hesa, loại vaccine đang được ví là quý hơn vàng vì khan hiếm, thì tỷ lệ tử vong sau tiêm cũng không kém gì Quinvaxem. Các thống kê cho thấy, tỷ lệ trẻ em trên thế giới tử vong sau tiêm Infarix Hesa là 4,2 ca trên 1 triệu mũi, trong khi Quinvaxem ở Việt Nam khoảng 3 ca trên 1 triệu mũi. Cái sự mà ung ung đi chích cái Pentaxim đó thì sẽ tạo cho rất nhiều hàng triệu bà mẹ người ta không có điều kiện, thì dẫn tới người ta không có mạnh dạn cho con người ta đi chích cái Quinvaxem. Thì dẫn tới cái chuyện là nếu dưới 80% cái cộng đồng mà không được bảo vệ thì dịch bệnh chắc chắn sẽ xảy ra. Và xảy ra như vậy, chúng ta đã có những cái kinh nghiệm ở những nước khác rồi. Ví dụ như vào năm 1974 ở Anh thì đã có một cái đợt dịch bệnh do họ tạm ngưng tiêm chủng dẫn tới chết khoảng 31 em. Còn ở Nhật năm 1975 thì cũng có một cái đợt họ ngưng, tạm ngưng để nghiên cứu thì dẫn tới cái chết của 113 em. Thì với đứng Việt Nam ta thì cái tình hình y tế chúng ta nó còn yếu hơn như nước đấy. Thì nếu tôi nghĩ rằng nếu có dịch bệnh thì có thể xảy ra những cái chết rất là lớn mà chúng ta không kiểm soát được. Theo các chuyên gia, nếu không may có dịch bệnh xảy ra, dịch sẽ ưu tiên chọn lựa trẻ để gây bệnh theo thứ tự như sau. Trẻ không tiêm vaccine bị trước. Trẻ tiêm loại vaccine vô bào bị thứ hai. Sau cùng mới đến trẻ tiêm loại vaccine toàn tế bào. Nhiều nước người ta cũng đã thừa nhận rằng là vaccine ho gà toàn tế bào, nghĩa là vaccine nhằm đáp ứng miễn dịch tốt hơn, đáp ứng miễn dịch lâu dài hơn. Còn vaccine vô bào là vaccine đáp ứng miễn dịch không tốt bằng và đáp ứng miễn dịch cũng không lâu dài. Nên cái vaccine vô bào là cái vaccine mà phải tiêm nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng một số nước dùng vaccine ho gà vô bào thì cái sự quay trở lại của dịch cũng đã xuất hiện. Ví dụ như ở Mỹ. Giữa thủ đô Hà Nội, bên cạnh hàng vạn những ông bố bà mẹ chen lấn nhau trong cả đời sống thực,
lẫn trên mạng ảo để giành lấy một mũi tiêm Pentaxim cho con, thì vẫn có những người thanh thản bế con đến điểm tiêm chủng dịch vụ, nhưng để tiêm Quinvaxem. Và mình thấy là tốt nhất là mình lên phòng bệnh cho con trước, vì đợi vaccine dịch vụ thì rất là lâu và không biết đến bao giờ. Đã đến lịch chúng tôi đi tiêm chủng mở rộng Quinvaxem và bây giờ chúng tôi đưa cháu đến để tiêm đúng lịch. Chúng ta không nên phải mất tiền, vì đây là một trong những chương trình rất tốt của nhà nước đã trao cho chúng ta, thì tại sao chúng ta lại phải mất tiền? Và đừng mất thời gian vì những điều vô ích. Lịch sử hơn 30 năm tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam với thành tựu cứu sống hàng triệu trẻ em đã cho thấy tác dụng phòng bệnh tận gốc và hiệu quả của các loại vaccine. Chính vì vậy, đừng vì thiếu vaccine dịch vụ mà vô tình đẩy con em mình vào nhóm có nguy cơ cao mắc dịch bệnh.